Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 179 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Vương, tác giả Phương Thôn Sơn. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ trước sự phân tích của tiêu thanh sơn tô tử lam rơm rớm nước mắt nhưng cũng không tiếp tục nài nỉ nữa bởi đúng như tiêu nhất thiên đã nói vì nguyên giới vì tiêu nhất thiên vì tô tiểu manh đây là cách tốt nhất phụ thân đại nhân tiêu nhất thiên liền nhìn về phía tiêu thanh sơn hỏi mảnh thiên đạo trong cơ thể con là như thế nào vừa rồi người nói thiên đạo bị vỡ thành sáu mảnh đều ở trong tay lục đế vậy một mảnh này là ba đế tiêu thanh sơn nói trước đây giao nhi có nói qua trước khi nàng vào nguyên giới mà đế đã đặt vào trong cơ thể nàng một gỗ lực lượng thần bí nàng cũng không biết là cái gì hiện tại nghĩ lại có lẽ chính là mảnh vỡ thiên đạo vậy sao tiêu nhất thiên thắc mắc mà đế làm như vậy là có dụng ý gì tiêu thanh sơn trầm ngâm một lát nói đế tâm như vực sâu khó mà phỏng đoán theo ta thấy chỉ có hai khả năng mà thôi hoặc là ma đế định truyền mảnh vỡ thiên đạo cho giao nhi để giao nhi đắc đạo hy vọng một ngày nào đó giao nhi có thể kế thừa áo bào của ông ấy trở thành nữ đế của ma giới nhưng kết quả không như ý không ngờ giao nhi lại mang thai mảnh vỡ thiên đạo theo đó mà truyền lên người con hoặc mọi chuyện đều nằm trong tính toán của ma đế giao nhi cũng là con tốt của ông ta Trước đó, ông ta đặt mảnh vỡ thiên đạo vào người Giao Nhi, sau đó cố ý cho Giao Nhi cơ hội để Giao Nhi tự mình tiến vào nguyên giới, đến gặp ta và sinh ra con. Từ đó, mảnh thiên đạo sẽ lớn lên cùng với con. Về phần vì sao cho con mảnh thiên đạo, chỉ sợ cũng chỉ có mỗi ma đế biết. Nói xong, ông nhìn Tiêu Nhất Thiên hỏi, còn cảm thấy cái nào có khả năng hơn? Tiêu Nhất Thiên âm thầm nhíu mày, nhưng suy nghĩ trong lòng lại hỗn loạn hết lên. Dù sao, mảnh vỡ thiên đạo là thứ mà ngay cả đại đế cũng điên cuồng tranh giành. Nói ma đế chuyển lại cho dạ mẫu thân cũng là điều dễ hiểu, nhưng hao tâm tổn trí để truyền cho hắn điều này... nghĩ không ra. Hắn lớn lên giữa nguyên giới, quá trình này có quá nhiều khó khăn và chắc trở, mũi đau liếm máu, cửu tử nhất sinh có thể sống đến bây giờ đã là vạn hạnh đặt mảnh vỡ thiên đạo lên người hắn có phải là quá mạo hiểm hay không nếu nhỡ hắn chết thì sao nếu mảnh vỡ thiên đạo sớm bị bại lộ thì sao nếu ngũ đế khác để ý thì sao nếu nhiều lắm nhưng ngược lại, mà đế uy nghiêm cường đại, toàn bộ ma giới đều do ông sáng lập nên, nếu như dạ sao có thể lén lén lút lút vào nguyên giới gặp riêng Tiêu Thanh Sơn, thậm chí còn sinh ra một đứa con trai, chẳng lẽ ông ấy không phát giác ra được sao? Sau đó phát hiện mảnh vỡ thiên đạo trong cơ thể dạ sao đã biến mất, nhưng lại bỏ mặc Tiêu Nhất Thiên ở nguyên giới, cái này hiển nhiên cũng trái với lẽ thường, khó mà nói. Tiêu Nhất Thiên lắc đầu nói, nhưng phụ thân đã nói, Đế tâm khó dò, chân tướng thế nào chỉ sợ chỉ có thể đến ma giới hỏi thẳng ma đế thôi, cho nên con đã quyết định cùng Dạ Lâm Uyên đến ma giới càng sớm càng tốt, gặp được ma đế cứu Dạ Mẫu thân. Nói là lựa chọn, nhưng kỳ thật Tiêu Nhất Thiên không có lựa chọn nào khác, Dạ Mẫu thân chịu đau khổ ở ma ngục hắn không thể ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn co đầu rụt cổ ở trong nguyên giới không dám ra ngoài. Và thực lực của hắn hiện tại đã đạt tới nửa bước hóa thần, thiên đạo nguyên giới sụp đổ, không có thiên kiếp. Nếu hắn cứ ở lại đây thì vĩnh viễn không có cơ hội đặt chân vào cảnh giới hóa thần, tranh chấp giữa lục đế ngày càng gay gắt. Hắn chỉ là mới đạt tới nửa bước hóa thần, nếu như không tiến bộ thêm thì e là hắn nhất định sẽ chết. Tiêu Thanh Sơn cũng không ngăn cản, dặn dò. Con vừa mới luyện hóa thái âm thạch, thức tỉnh mảnh vỡ thiên đạo. Chuyện này không nên vội vàng, không bằng ở lại cửu châu thư viện tu luyện một tháng nữa. Sau khi thực lực đã hoàn toàn ổn định thì đi ma giới cũng không muộn. Vâng, Tiêu Nhất Thiên gật đầu sau đó hỏi, phụ thân có muốn cùng con đến ma giới không? Không được, tiêu thanh sơn thở dài nói ta dù sao cũng là người của thiên giới là đệ tử của đại đế hạo thiên công chúa đích thân đến đây nhất định cô ta cũng không thể để ta rời khỏi đây ta sẽ cùng cô ta trở về thiên giới sau này nếu như con ở ma giới gặp nguy hiểm gì thì ta sẽ thỉnh hạo thiên đại đế ra tay cứu giúp đảm bảo an toàn cho con chỉ có đại đế mới có thể đối phó đại đế cũng như tiêu nhất thiên tiêu thanh sơn cũng không có quyền lựa chọn vậy thì được rồi. Trong lòng Tiêu Nhất Thiên trầm xuống, hắn đột nhiên muốn đánh Hạo Thiên Công Chúa một trận cho hà giận. Lúc này, Tô Tử Lam tựa hồ nghĩ tới điều gì hỏi. Phụ thân, lúc tranh đoạt thái âm thạch, chúng còn có gặp được một nữ nhân thần bí, giống như người. Cô ta cũng là trọng sinh từ thời thượng cổ. Người có biết thân phận của cô ta không? Sau đó, Tô Tử Lam kể chi tiết cho Tiêu Thanh Sơn về nữ tử thần bí. Tiêu Nhất Thiên cũng bổ sung thêm một chút. Cái này... Tiêu Thanh Sơn khẽ nhíu mày, hồi tưởng một lát, chợt ánh mắt lóe lên kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ là nàng sao? Thấy thế, Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam đều lộ ra vẻ kinh ngạc đồng thanh hỏi. Nàng là ai? Lúc ở thiên giới, ta chỉ nghe đồn, Tiêu Thanh Sơn nói, ngay đồn trước khi bước chân vào thần cảnh, vạn vật lão tổ từng tu hành trong ngũ thủ thần Sơn của nguyên giới, mà trước khi ông ấy giác ngộ xuất ra lại có một đoạn thế tục chi luyến, thậm chí cả hai đã tính đến chuyện cưới gà rồi. Đáng tiếc, vừa giác ngộ xong, ông liền đoạn tuyệt hồng trần. Ngay trong đêm tân hôn liền bỏ đi. Kết quả là vừa lấy chồng, người phụ nữ kia đã trở thành quá phụ. Điều này ở thời thượng cổ bị coi là điểm xui rồi. Sau đó, người phụ nữ bị đuổi ra ngoài lưu lạc đầu đường xó chợ, phải mất 10 năm nàng ấy mới tìm được nơi vạn Phật lão tổ tu hành. Nàng ấy đau khổ van xin, mong được nối lại tiền duyên với vạn Phật lão tổ, nhưng lại bị từ chối. Người xuất gia lục căn thanh tịnh đã đoạn trừ thất tình lục dục, đương nhiên sẽ không còn bất kỳ tục niệm nào nữa. Nhưng vạn Phật lão tổ thấy nữ nhân kia thật đáng thương, tự ông cũng thấy hổ thẹn, đó chính là nhân quả của ông không cách nào trốn tránh được bèn nghĩ ra biện pháp thỏa hiệp để nữ nhân ở lại trong chùa dùng thân phận là phật đồng cùng tu hành cố gắng dùng phật pháp hóa giải oán hận trong lòng nữ tử triệt để chấm dứt mối nghiệt duyên nhân quả này nhưng mà mọi chuyện thật không như ý người con đường của đại đế cất bước khó khăn, thời kỳ thượng cổ lại vô cùng man hoang, âm tà vô số, đại yêu hoành hành. Vì phổ độ chúng sinh, bảo hộ một cõi cực lạc nên vạn Phật lão tổ thường phải ra ngoài lịch luyện, chém yêu trừ ma, nâng cao Phật Pháp. Cuối cùng đến một ngày, ông bị yêu tà hãm hại, bị tà khí lây nhiễm, tà khí nhập vào thân thể, khiến ông mê muội suýt chút nữa thì mất đi thần trí, triệt đề ra vào tà đạo. Chính lúc này, nữ tử kia đã đứng ra, cố gắng đánh thức thiện niệm ban đầu của vạn Phật lão tổ. Nhưng không ngờ tu vi của nàng ta còn thấp, thực lực không đủ, trừ thể chấn áp được tà khí trong người của vạn Phật lão tổ. Kết quả, Nói đến đây, Tiêu Thanh Sơn thở dài trầm giọng nói, dưới sự thúc đẩy của tà ma, vạn Phật lão tổ đã không kiềm chế được bản thân, thất tình lục dục ẩn sâu trong người nổ tung, dưới cơn điên cuồng, không chỉ cưỡng hiếp rồi giết chết nữ nhân kia, mà ngay cả người trong điện đều bị tàn sát, không một ai sống sót, trong bán kính mười dặm không một ngọn cỏ, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nghe vậy, Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam nhìn nhau, sắc mặt biến đổi không nghĩ tới, họ không ngờ rằng nữ tử thần bí đó có mối quan hệ với vạn Phật lão tổ và sống sớm hơn kiếp trước của Tiêu Thanh Sơn. Không ngờ nàng ta lưu lạc bao nhiêu năm, cuối cùng bị người yêu cưỡng hiếp rồi giết chết. càng không ngờ là thân là Phật tổ, vạn Phật lão tổ lại có quá khứ như vậy, phạm tội tày trời. Sau đó chuyện gì xảy ra tiếp theo? Sau một hồi sừng sốt, Tô Tử Lam không kịp chờ đợi hỏi. Tiếp theo xảy ra chuyện gì sau? nếu nữ nhân thần bí kia vẫn còn ở đó có nghĩa là nàng ta không chết hẳn đúng không đúng tiêu thanh sơn gật đầu nói về sau vạn vật lão tổ kiệt sức mà ngất đi được những người tử tế gần đó nghe tin đến cứu giúp trừ tà khí trong người khi biết được tội lỗi mình đã gây ra ông đau khổ đến mức dành cả đời phật pháp để bảo vệ linh hồn của người phụ nữ gửi linh hồn của nàng ấy vào lục đạo luân hồi để lại trong linh hồn nàng ấy dấu ấn phật môn Bằng cách này, chỉ cần dấu ấn của nàng ấy không bị xóa bỏ, thì linh hồn của nàng ấy sẽ không bao giờ tiêu tan, sẽ đời đời kiếp kiếp không ngừng luân hồi. Đây xem như là đền bù của vạn vật lão tổ dành cho nàng, cũng là tự ông cứu rỗi chính ông. Lục đạo luân hồi sao? Vĩnh viễn không tiêu tán. Đây không phải là một loại vĩnh sinh khác sao? Tiêu Nhất Thiên trầm ngâm một lát hỏi. Vậy nữ nhân kia không ngừng trải qua luân hồi mà sống đến bây giờ sao? Không, Tiêu Thanh Sơn lắc đầu nói, không đơn giản như vậy. Tiêu Nhất Thiên sửng sốt, còn có chắc chờ gì nữa sao? Đúng, Tiêu Thanh Sơn nói, sau sự việc này, vạn vật lão tổ chán nản mất hết lý trí, không còn dũng khí để sống tiếp, nên đã một mình tay cầm vật trượng xông vào hang ổ của yêu ma, bắt đầu điên cuồng trả thù, nếu chết cũng không muốn kéo đám yêu ma đó chết theo. Ban đầu ông ấy nghĩ bản thân sẽ phải chết, có thể, Nói thế nào cũng là tạo hóa trêu người. Có một số thứ dù mong cầu cũng không có được. Ở trong hang ổ của ác ma, thời khắc sắp chết, ông ấy lại lĩnh ngộ được sinh từ chi kiếp. Đột phá ràng buộc của cảnh giới, đạt kiếp rửa tội thành công bước vào hóa thần chi cảnh, diệt trừ sao huyệt của ác ma. Mấy trăm năm sau, nguyên giới coi như ổn định. Cho đến khi, trăm năm sau, yêu tà khôi phục, đông sơn lại hưng khởi nhanh chóng phát huy uy thế người cầm đầu kinh tài tuyệt diễm, chỉ trong hơn trăm năm đã nhất phi trùng thiên đạt tới tam kiếp hóa thần, dẫn đầu đại quân ác ma càn quét nguyên giới, chấn áp ngũ thủ thần sơn. Thật tình không biết. Hơn trăm năm qua, vạn Phật Lão Tổ vẫn bế quan tiềm tu trong ngũ thủ thần Sơn để đột phá bước cuối cùng của cảnh giới đại đế thần cảnh. Khi đại quân yêu ma bao vây ngũ thủ thần Sơn, vạn Phật Lão Tổ đã sớm siêu thoát rồi cho nên đây là một trận chiến không có chút hồi hộp nào cả chỉ là điều khiến vạn phật lão tổ ngạc nhiên chính là thủ lĩnh của đội quân yêu ma không chỉ thông thạo yêu tà thuật mà còn tinh thông đủ kiểu phật pháp có thể nói là dung hợp công pháp của hai phái chính và tà nếu cho người đó hơn trăm năm nữa vị trí đại đế nhất định sẽ có chỗ của người đó mà người đó lại là một nữ nhân vạn phật lão tổ tìm được dấu ấn phật môn mà ông lưu lại trong linh hồn của nàng cuối cùng thì cũng xác nhận được thân phận của nàng nàng chính là luân hồi của nữ nhân kia đáng tiếc là nàng đi theo con đường tà đạo lại bị những ác linh trong trí nhớ kiếp trước đánh thức khiến cho thiên phú kinh người của nàng bộc lộ ra dung hợp phật và tà nhất phi trùng thiên Cuối cùng, vạn Phật lão tổ mặc dù không đành lòng, nhưng vì chúng sinh nguyên giới nên ông vẫn tự tay giết chết nàng, nhưng vẫn lưu lại Phật môn trong linh hồn nàng. Sau khi khai mở Phật giới, trước khi rời khỏi nguyên giới, linh hồn của nàng đã bị phong ấn ở ngũ thủ sơn. Còn vì sao linh hồn của nàng có thể đột phá phong ấn của vạn Phật tổ để quay trở về thì ta cũng không biết. Nói xong một hơi, Tiêu Thanh Sơn cũng tràn đầy cảm khái nữ tử này hai đời đều chết dưới tay của vạn phật lão tổ do có dấu ấn phật môn nên còn luân hồi vô tận cái gọi là vĩnh sinh này không phải là bù đắp mà giống như một sự tra tấn quá độc ác tô tử lam hít sâu một hơi tâm trạng kích động hồi lâu không thể bình tĩnh lại nghiến răng nghiến lợi nói đối với nữ nhân này quá tàn nhẫn kiếp thứ nhất chết vì tình kiếp thứ hai chết vì hận Vạn Phật lão tổ vì chúng sinh nguyên giới mà tự tay giết nàng, nhưng có ai từng nghĩ cho nàng không? Nàng là người đáng thương nhất, bất lực nhất, bi thảm nhất. Cũng là nữ nhân với nhau, Tô Tử Lam không khỏi đồng cảm với nàng ta, xúc động đến mức không khỏi than thở. Nhưng mà, trên đời này, luôn có những lúc tiến thoái lưỡng nan, dù có cảm thấy bất bình, nhưng cũng đành chịu. Đúng đúng sai sai, đến cuối cùng là ai sai ai đúng với nhau chỉ có thể để cho hậu thế bình luận mà thôi tiêu nhất thiên vươn tay ôm lấy thân thể có chút run rẩy của tô từ lam vào lòng nhẹ nhàng an ủi sau đó nhìn về phía tiêu thanh sơn hỏi phụ thân người có biết nàng ấy tên gì không hình như tiêu thanh sơn suy nghĩ một chút nói ta không biết tên thật nhưng nếu đúng như đồn đại thì nàng tên là yên chi yên chi tiêu nhất thiên đọc thầm mấy lần tự nhủ tên này nghe có chút kỳ lạ chẳng lẽ thời thượng cổ đã có thứ gọi là son phấn rồi sao quả nhiên phụ nữ sinh ra để yêu cái đẹp mà cái này từ xưa đến nay vẫn không thay đổi người này hiện tại ở đâu tiêu thanh sơn nói nếu ta đi cùng con chỉ có từ lam ở lại cửu châu thư viện một khi người của các giới kia xông vào nguyên giới, chỉ sợ cũng khó chống đỡ được. Nếu như có thể được nàng ta giúp đỡ, thì tử lam sẽ đỡ áp lực hơn rất nhiều. Tiêu Nhất Thiên gật đầu nói, nàng ta hiện giờ ở ngũ thủ miếu, có lẽ là sẽ ở đó một thời gian để hồi phục sức lực. Con đã cùng nàng ta thỏa thuận rồi, nàng sẽ giúp chúng ta bảo vệ nguyên giới. Nếu sau này có cơ hội, thì con nhất định sẽ giúp nàng dừa huyết hận. Sau khi nàng lấy lại được ách luân lực lượng, cùng với niết di lực lượng của Phổ Nguyên Thiền sư, cả hai sẽ cùng nhau mở ra thiên vực thần trận, chỉ cần cường giả hóa thần chi cảnh của các giới khác không vào được thì cho dù có bao nhiêu cường giả của minh cảnh tới cũng không làm gì được thiên vực thần trận. Nghe vậy, Tiêu Thanh Sơn lộ vẻ kinh ngạc, thiên vực thần trận, hiển nhiên Ông đã nghe nói qua thiên vực thần trận, cũng biết thiên vực thần trận ẩn chứa uy năng đáng sợ như thế nào. Nhưng thứ khiến ông kinh ngạc không phải là thiên vực thần trận, mà là báo thù huyết hận. Thế là ông cao mày hỏi, nàng muốn con giúp nàng đối phó với vạn vật lão tổ sao? Yên trì hai kiếp làm người đều bị vạn vật lão tổ giết chết, muốn nói hận thì người nàng hận nhất đương nhiên phải là vạn phật lão tổ nàng muốn báo thù thì còn ai có thể báo thù ai nữa đương nhiên là vạn phật lão tổ rồi điều này khiến tiêu thanh sơn có chút lo lắng dù sao mối quan hệ giữa hạo thiên đại đế và vạn phật lão tổ không hề tầm thường trong trận chiến lục giới liên thủ giữa thiên giới và phật giới vô cùng trọng yếu nếu tiêu nhất thiên giúp nàng ta đối phó với vạn phật lão tổ vậy chẳng phải là đối nghịch với hạo thiên đại đế sao còn tiêu thanh sơn là người của thiên giới đệ tử trực hệ của hạo thiên đại đế cái này không ngoài dự liệu của tiêu thanh sơn tiêu nhất thiên lại lắc đầu trịnh trọng nói mục tiêu của nàng không phải vạn phật lão tổ hoặc có thể nói là không chỉ mỗi vạn phật lão tổ những gì nàng ấy muốn là nghịch thiên phạt đạo tiêu thanh sơn sững sờ hỏi là ý gì tiêu nhất thiên giải thích nàng ấy cho rằng sở dĩ vạn phật lão tổ bỏ rơi nàng trong đêm tân hôn là vì ngộ đạo cho nên đây là lỗi của đạo nếu trên đời này không có đạo thì vạn phật lão tổ không có đạo để giác ngộ làm sao mọi chuyện thành ra như thế được Sở dĩ vạn Phật lão tổ cưỡng hiếp rồi giết nàng ở kiếp thứ nhất là bởi vì ông ấy bị tà ma làm ô nhiễm. Đây là lỗi của tà đạo. Tà đạo cũng là đạo, suy cho cùng chính đạo đã thiết nàng. Còn về kiếp thứ hai, bản thân nàng đã rơi vào con đường tà đạo. Sau khi khôi phục trí nhớ kiếp trước, nàng dốc lòng tu hành, muốn dùng đạo càn đường đạo, dùng đạo diệt đạo, nhưng ý trời trêu người, khiến cho nàng nuốt hận lại chết linh hồn của nàng bị ngũ thủ thần sơn phong ấn, chắc là có chút cảm ngộ. Phật đạo cũng tốt, tả đạo cũng được, hai cái nhìn như đối lập, như nước với lửa, nhưng trăm sông đổ về một biển, đều là một phần của thiên đạo. Vì vậy, là thiên đạo bất công mới tạo thành bi kịch của nàng. Nàng muốn nghịch thiên phạt đạo, sau khi đầu thai vào thân xác của Lý Trâm Anh, nàng phát hiện thiên đạo của nguyên giới đã bị phá vỡ mà lục đế đang đánh nhau muốn cải tạo thiên đạo. Nàng đương nhiên muốn ngăn cản. Những cái này cũng chính sau khi Tiêu Nhất Thiên nghe Tiêu Thành Sơn thuật lại chuyện liên quan đến Yên Chi, cộng với thái độ hận đời của Yên Chi trong vết nứt hẻm núi trước đó, hắn mới chợt ngộ ra nói trắng ra là một người phụ nữ điều mà yên chi muốn thực ra rất đơn giản không gì khác hơn là được sống một cuộc sống an ổn như người bình thường yêu một lần kết hôn một lần gặp một người sống đến đầu bạc chọn một nơi an an ổn ổn sống hết quãng đời còn lại về phần cảnh giới hủy thiên diệt địa đại đế bất tử vĩnh sinh gì đó trong mắt nàng đều là nhảm nhí nếu không có thiên đạo, không có những năng lực long trời lở đất kia, tất cả mọi người đều là người bình thường. Có lẽ trên đời này sẽ ít đi rất nhiều bi kịch. Hết lần này tới lần khác, đều bình thường nhất nhưng khó có được nhất lại cuốn nàng vào vô tận. tranh đấu sát phạt, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Yêu hận thành không, bình bình đạm đạm mới là thật. Tổ tử làm có chút cảm động, vùi mặt vào vai Tiêu Nhất Thiên, trong mắt tràn đầy khát khao nói. Phu quân à, nếu sau này có một ngày như vậy, ta hy vọng chúng ta có thể buông bỏ tất cả, trở về con số không, là một cặp phu thê bình thường, vô tư lự. Hiển nhiên, những năm tháng trôi qua, cảnh giới của vợ chồng ngày càng cao, thực lực ngày càng mạnh mẽ, nhưng phiền toái và áp lực cũng càng ngày càng nhiều ít ở bên nhau là chuyện bình thường huống chi gặp gỡ trò chuyện ăn cùng nhau ngủ trong vòng tay nhau đã trở thành điều xa xỉ nàng mệt mỏi nơi nào mới là điểm cuối cùng đây được tiêu nhất thiên trịnh trọng gật đầu ngữ khí kiên định nói tin tưởng ta nhất định sẽ có một ngày như vậy hơn nữa sẽ không còn xa nữa Thấy thế, Tiêu Thanh Sơn không chút biến sắc xoay người đi xa, về cửu châu thư viện, tự dưng lại được ăn cầu lương khiến cho ông có chút chua xót Là một người cha, ông cũng không muốn làm bóng đèn. Phụ thân, ngay khi Tiêu Thanh Sơn vừa mới rời đi, đột nhiên một giọng nữ quen thuộc từ trong thư viện truyền đến, tràn đầy kinh ngạc. Là phụ thân sao? Phụ thân đã về rồi sao? Là Tô Tiểu Manh, Lời còn chưa dứt, Tô Tiểu Manh từ trong một lầu của học viện bay tán loạn xa, phía sau nàng còn có văn nhân thừa càn giống như là cái đuôi đi theo. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt, Tô Tiểu Manh đã gần 10 tuổi, luyện võ rất có lợi cho sự phát triển thể chất. Tiểu Nhất Thiên rời đi mới được khoảng nửa năm thôi, Tô Tiểu Manh đã cao lớn thế này rồi. Tuy rằng còn rất ngây thơ, nhưng bộ váy dài xanh nhạt lại khiến thiếu nữ có chút dáng vẻ giống như người lớn. Tiểu Manh tiêu nhất thiên vui mừng khôn xiết, trong nháy mắt đã cùng tô Tử lam xuất hiện bên cạnh tô tiểu manh phụ thân tô tiểu manh nhún nhảy một hồi giống như là hồ vồ nhảy lên người tiêu nhất thiên vươn tay ôm chặt lấy cổ tiêu nhất thiên treo cả người lên trên người của tiêu nhất thiên sau đó không ngừng hôn phụ thân con gái đúng là chiếc áo bông nhỏ của bố thật ấm áp tô từ lam ở bên cạnh nhìn khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc trong lòng thầm nghĩ nếu như có thể tiếp tục như vậy thì tốt biết mấy văn nhân thừa càn cũng đứng đó nhìn có chút ao ước ghen tị với tiêu nhất thiên thầm nghĩ nếu sau này có một ngày tiểu manh nhìn thấy hắn hôn hắn như thế này thì thật là tuyệt rõ ràng tiếp xúc lâu như vậy văn nhân thừa càn tuy thường xuyên bị tô tiểu manh đánh mắng nhưng cũng dần dần quen thuộc thậm chí còn nảy sinh một loại tình cảm khác nhưng hắn đã chôn sâu vào đáy lòng, không dám bộc lộ ra. Đồ rồi! Tô Tiểu Manh hôn không ngừng hồi lâu, cuối cùng vẫn bị Tô Tử Lam chặn lại, tức giận nói. Lần này, phụ thân của con sẽ ở lại học viện một tháng, đủ để hai người ấm áp ôm hôn. Wow, thật sao, thật sao? Tô Tiểu Manh mừng rỡ như điên. Một tháng so với thời gian ở bên nhau trước kia đã là một khoảng thời gian dài rồi. Tiểu cô nương đương nhiên là rất thỏa mãn. Ừ, Tiêu Nhất Thiên gật đầu cười nói, một tháng này, phụ thân nhất định sẽ bên cạnh con bù đắp hết những lúc vắng mặt trước đây. Mà trong lòng Tiêu Nhất Thiên cảm thấy có chút áy náy, bởi vì chỉ ở lại một tháng đã có thể khiến cho con gái hưng phấn đến vậy. Hắn thật sự không có tư cách làm cha mà. Tuyệt vời! Tô Tiểu Bành giờ nắm đấm nhỏ lên, tuy kích động nhưng vẫn không quên quay đầu nhìn Tô Tử Lam nói. Mẫu thân cũng nhớ ba lắm. Chỉ có một tháng thôi còn không thể giành phụ thân với mẫu thân được. Như vậy đi, con với mẫu thân chia nhau một nửa. Hoặc phụ thân sẽ ở cùng con vào ban ngày, mẫu thân sẽ ở cùng với phụ thân vào ban đêm. Con sẽ không quấy rầy hai người. Nói không chừng, có thể sinh cho con một tiểu đệ đệ hoặc muội muội nữa thì sao? Khá lắm. Tiểu Nhất Thiên và Tô Tử Lam nhìn nhau, hai người đều có chút buồn cười. Tô Tiểu Manh là đứa trẻ to xác, ăn nói không biết kiểm chế cái gì cũng dám nói nếu như không cẩn thận sẽ tắt chủ đề bắt rất nhanh miêu thiết sơn miêu y nhân tô kiến thành liễu hồng tú nghe tin đều chạy tới cuối cùng thì cả nhà cũng được đoàn tụ đương nhiên ai cũng vui vẻ cười nói cộng thêm đám người huyết lang do lang đồng dẫn đầu cũng đã từ bạch mãng hùng châu trở về cửu châu thư viện còn có đội quân bạch ngọc nữ do xuân nhị dẫn đầu thiên thần điện do tiêu thiên thứ dẫn đầu đám người ô ương ương giống như là quần tinh vây quanh tiêu nhất thiên mà lúc này, trong một đình viện phía xa, một bóng người xinh đẹp đứng một mình trước cửa sổ. Tuy mặc trên người đang khoác cầm tú hoa phụ, nhưng trông có vẻ khá cô độc. Nàng đang nhìn tiêu nhất thiên được mọi người vây quanh, khóe môi mỏng khẽ nhách lên một nụ cười nhạt. Dường như, chỉ cần nhìn thấy tiêu nhất thiên bình an vui vẻ, nàng cảm thấy rất mãn nguyện. Ngược lại, dạ lâm uyên nghe Tô Tử Lam nói, một tháng trong lòng chợt trùng xuống, mẹ kiếp, thật sự là có vợ thì quên mất mẹ rồi. tiểu tử này thật sự không muốn đến ma giới đúng không? bây giờ toàn bộ nguyên giới đều nằm trong tay tiêu nhất thiên, lực cảm giác bao trùm cửu châu nguyên giới không có việc gì đáng để hắn tự ra tay nữa. cho nên muốn đi thì phải rời khỏi nguyên giới. nghĩ đến đây, trái tim đang chìm xuống đáy vực của dạ lâm uyên chợt sống lại. mẹ kiếp, xem như người có lương tâm. ác tặc trong một lầu cát khác. Hạo Thiên Công Chúa đang bế quan trị thương cũng trời ẩm lên. Không còn cách nào, trên đời này làm sao có thể được như ý nguyện, luôn có người vui, kẻ buồn. Trong nháy mắt, đã đến một tháng. Một tháng sau, hai nhóm người lần lượt rời khỏi cửu châu Thư Việt. Một người do Công Chúa Hạo Thiên dẫn đầu, tổng cộng có bốn người. Trừ niệm nô kiều và nam tử trung niên đến từ thiên giới ra, còn có tiêu thanh sơn, còn trong đám người kia, chỉ có hai người chính là Tiêu Nhất Thiên và Dạ Lâm Uyên. Nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, thẳng hướng đến ma giới. Lần này không biết đến bao giờ mới về. Lần tạm biệt này chưa biết ngày tương phùng trở lại. Vực thẳm hoàng hôn, trở lại trốn cũ, cảnh còn người mất. Tiêu Nhất Thiên không chịu được bùi ngùi mãi thôi. Đây là nơi Tiêu Thanh Sơn và Dạ Giao từng ở. Thậm chí cũng là nơi sinh ra Tiêu Nhất Thiên. Bây giờ, vùng lân cận Kiếm Sơn đã bị huyền vương điện bao vây phá hủy hoàn toàn. Bên trong thế ngoại đảo viên nơi mà Tiêu Thanh Sơn và dạ lục đại chiến cũng trở thành phế tích, chỉ còn lại vực sâu không đáy. Đi thôi. Dạ Lâm Uyên thúc giục. Tác dụng của đan dược nhiều nhất chỉ có thể kéo dài một canh giờ. Đêm dài lắm mộng, lỡ có đại đế dò xét tung tích của người, biết người sắp đến ma giới, ta sợ sẽ dẫn tới họa sát thân. Ma hoàn, ma đế đã có kế hoạch từ trước dạ lâm uyên lần này đến hiển nhiên cũng đã có chuẩn bị lục đế tuy không thể tiến vào nguyên giới nhưng với năng lực của đại đế vẫn có thể dùng thần thức do thám tình hình nguyên giới vì vậy dạ lâm uyên được ma đế lệnh mang theo ma hoàn để đưa tiêu nhất thiên về ma giới ma hoàn là thần đan của ma giới sau khi uống vào có thể ẩn giấu khí tức trong thời gian ngắn ngay cả đại đế cũng khó tìm được nhưng mỗi lần chỉ có thể uống một viên. Vì vậy, Tiêu Nhất Thiên phải vào ma giới trong vòng một giờ sau khi uống ma hoàn. Được, Tiêu Nhất Thiên quay đầu nhìn về phía cầu châu thư viện hỏi. Nếu như những đại đế khác phát hiện ta đến ma giới, bọn họ sẽ làm thế nào? Đích thần đến ma giới bắt ta sao? Thần mang thái âm thạch và mảnh vỡ thiên đạo, Tiêu Nhất Thiên đã trở thành mục tiêu tranh đoạt của lục đế. Không biết lục đế sẽ vì mảnh vỡ thiên đạo mà đưa ra thủ đoạn gì? Có lẽ sẽ độc thủ với hắn, có lẽ sẽ độc thủ với nguyên giới, không biết. Dạ Lâm Uyên lắc đầu nói, chuyện giữa đại đế không phải là chuyện chúng ta có thể suy đoán và nhúng tay vào, ta chỉ biết lục giới đang gió nổi mây phun, lục đế đang tranh đấu ẩn oán bao năm đã qua tích lũy, giống như núi lửa chuẩn bị phun trào, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ ra chiến tranh. Nguyên giới chi tranh này chỉ là khởi động một khi lục giới đại chiến, nhất định sẽ long trời lở đất, hoàn toàn thay đổi cục diện hiện tại của lục giới, mà ngươi, sự xuất hiện của ngươi hẳn là đã đẩy lục giới chi chiến diễn ra sớm hơn, ngươi trở thành ngòi nổ khơi mào chiến tranh. Nghe vậy, Tiêu Nhất Thiên sắc mặt khẽ động, "Như vậy, hắn quan trọng như vậy sao?" <laughs> Không biết nên vui hay nên buồn, hắn biết rõ sự xuất hiện của hắn, thậm chí xuất thân đều là do đại đế tính toán. Không hoa khi nói, từ khi sinh ra hắn đã là một quân cờ trong tay người khác, mà bây giờ chỉ là đã đến lúc quân cờ này phát huy tác dụng mà thôi. Mười ngày, Dạ Lâm Uyên cũng quay đầu liếc nhìn về hướng Cửu Châu Thư Viện, nghiêm nghị nói, ở lại trong học viện Ma Y mười ngày, qua mười ngày, Thư Viện Ma Y sẽ mất đi hiệu lực, đại đế sẽ biết chúng ta không còn ở nguyên giới, khi đó nguy cơ sẽ ập đến. Đúng vậy, chỉ có 10 ngày. Ngoài ma dược, dạ lâm uyên còn mang theo ma y, không giống như đan dược che giấu hoàn toàn khí tức, mà y là ma pháp, giả tạo khí tức, đánh lừa con mắt tò mò của các đại đế. Ngay bây giờ, trong cửu châu thư viện còn có một tiêu nhất thiên và dạ lâm uyên khác nữa do tiêu nhất thiên dùng âm thần lực biến thành trên người hai nguyễn ảnh đó mặc ma y thay thế chân thân thu hút sự chú ý của các đại đế chỉ có như vậy thì bọn họ mới có thể tranh thủ thời gian ra khỏi nguyên giới để dạ lâm uyên thuận lợi đưa tiêu nhất thiên về ma giới Ma đế đã cực khổ chuẩn bị từ trước. Chỉ cần tiêu nhất thiên tiến vào ba giới, lúc đó ma đế bên người, những đại đế khác đương nhiên không thể do thám. Ngay cả khi ma hoàn không có hiệu lực cũng không phải là vấn đề lớn. Đi thôi. Tiêu Nhất Thiên hít vào một hơi thật sâu, không chần chừ nữa mà nhảy lên giống như một mũi tên nhọn bắn vào vực sâu không đáy nơi mặt trời lặn. Dạ Lâm Uyên theo sát phía sau một loạt bố trí và chuẩn bị này của ma đế khiến cho tiêu nhất thiên ý thức được ma đế cũng có chút đối tốt với hắn nếu không thì cũng không cần phải phiền phức như vậy chỉ cần dạ lâm uyên mang hắn trở về ma giới là được rồi cần gì phải thay hắn thu xếp khỏi ánh nhìn của các đại đế khác để làm gì nói đến mảnh vỡ thiên đạo mảnh vỡ thiên đạo đó vốn là của ma đế cho nên điều này cũng củng cố quyết tâm đến ma giới của tiêu nhất thiên rất nhanh, hai người đã đến dưới chân hoàng hôn, đáy vực sâu đen kịt nhưng xa xa lại có ánh sáng đỏ mờ lập lòe. Dạ Lâm Uyên chỉ là nơi có ánh sáng đỏ lập lòe phía xa nói, nơi đó là hành lang không gian dẫn đến ma giới. Ừm. Tiêu Nhất Thiên gật đầu, trong nháy mắt đã đi tới cửa hành lang không gian. Ánh sáng màu đỏ, giống như tinh tú không ngừng nhấp nháy trong hư không đen kịt hai người nhìn nhau cùng tiến lên xuyên qua kết giới tiến vào hành lang không gian khoảnh khắc tiếp theo mọi thứ xung quanh cứ quay cuồng chỉ mấy hơi thở cảm giác xoay tròn liền biến mất cảnh tượng trước mắt hoàn toàn thay đổi tiêu nhất thiên liếc nhìn xung quanh đồng từ đột nhiên co rút lại trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi chỉ thấy hắn và dạ lâm uyên lúc này đang ở trong một dãy núi hoàn toàn khác với nguyên giới núi non ở đây không chỉ hùng vĩ hiểm trở hơn nữa, những tảng đá đen kia cũng đen như đáy nồi than, giống như vừa bị lửa đốt cháy, trong màu đen có một đạo hắc quang lạnh lẽo, bề mặt vô cùng nhẵn nhụi, càng giống như là mấy khối ngọc thạch lớn nhỏ xếp chồng lên nhau, núi đen trong tầm mắt có nhìn thấy tất cả núi ở đây đều màu đen, thậm chí ngay cả mặt đất dưới chân cũng là một màu đen kịt mà ở bên trên hắc sơn thảm thực vật này lại mười phần um tùm hầu như khắp núi đều là đại thụ che trời mỗi một nhánh đều cao hơn trăm thước cành lá mọc giống như xúc tu đan vào nhau bao phủ đại bộ phận ngọn núi Cành lá của những thảm thực vật đó có màu đỏ như máu, trói mắt, khiến cho người ta có cảm giác như được ngâm trong máu, tỏa ra ma lực nồng đậm so với linh khí mỏng manh ở nguyên giới ma lực nơi đây mạnh hơn ít nhất cũng phải mấy chục lần bầu trời trên đầu xám xịt tuy không có mây mù nhưng vẫn không thấy được mặt trời và mặt trăng núi đen cây đỏ trời xám xịt lần đầu tiên tới nơi như vậy ở trong hoàn cảnh như vậy khiến tiêu nhất thiên cảm thấy rất phiền muộn hắn sinh ra ảo giác như vô tình rơi vào cừu u địa ngục tiêu nhất thiên sửng sốt thầm nghĩ xem ra hoàn cảnh sống của ma giới quả nhiên rất tệ đây là ma giới dạ lâm uyên ở bên cạnh chỉ vào một hắc sơn ở đối diện nói nơi đó sau khi công chúa điện hạ tự mình tiến vào nguyên giới để tránh chuyện tương tự xảy ra lần nữa mà đế bệ hạ đã đặc biệt sai người xây dựng một hang động ma thuật được tám vị ma tướng đại nhân thay phiên nhau trấn thủ ở đấy Hiện nay, người phụ trách chấn giữ nơi này chính là tổ tông của ta, Vĩnh Dạ Ma Tướng. Mà Đế có tổng cộng 8 vị tướng dưới trướng, đều là những nhân vật có thế lực lớn trong cảnh giới tam kiếp hóa thần, đều là cao thủ bách chiến bách thắng. Nếu như có người không may qua đời, thì sẽ có tướng mới thay thế ngay. Tiêu Nhất Thiên còn nhớ, dạ lục tự xưng là lục thần Ma Tướng Quân, Uyển Nhi, Dạ Lâm Uyên vừa dứt lời, Tiêu Nhất Thiên còn chưa kịp nói chuyện thì đột nhiên một thanh âm cực kỳ khàn khàn từ ba động đối diện chuyển đến hỏi, kia chính là người ma đế bệ hạ muốn sao? Thanh âm chuyển đến đột ngột không báo trước, giống như tiếng nổ vang bên tai Tiêu Nhất Thiên và Dạ Lâm Uyên. Cho dù thực lực của Tiêu Nhất Thiên đã đạt đến nửa bước hóa thần, trong lòng lúc nào cũng mang theo cảnh sát, nhưng cũng phải bị giật nảy mình. Nếu như không phải giả lâm uyên sớm giải thích về hang động, đối diện rồi thì hắn cũng không cách nào dùng lực cảm giác để khóa chặt vị trí của đối phương được. Hiển nhiên, thực lực của đối phương vượt xa tiêu nhất thiên. Có lẽ là tổ tiên trong miệng giả lâm uyên, vĩnh dạ ma tướng, một nhân vật cường đại trong cảnh giới tam kiếp hóa thần. Đây là lần đầu tiên tiêu nhất thiên chạm chán với một nhân vật của cảnh giới hóa thần chi cảnh, lại còn thuộc ba cảnh gần thần cảnh nhất như Tiêu Thanh Sơn, Hoàng Phổ Thanh Loan, Bạch Mãng Vương và những người khác mặc dù đã từng đạt tới thực lực hóa thần chi cảnh nhưng đã sớm xa đọa cho dù có tái sinh, thực lực cũng không còn, lại bị nguyên giới trói buộc, không cách nào lại thăng cấp lên hóa thần chi cảnh. Bẩm lão tổ là hắn. Dạ Lâm Uyên đi tới ma động đối diện, khom người hành lễ, ngữ khí cung kính nói, Hắn tên là Tiêu Nhất Thiên, là cháu trai của ma đế bệ hạ, là huyết mạch mà công chúa Điện Hạ lưu lại ở nguyên giới. Tiêu Nhất Thiên nhìn về phía ma động đối diện, nói là động ma nhưng thực chất là một ngọn hắc sơn bị quét rỗng, giống như là tổ kiến vậy. Hắc sơn đầy lỗ hồng dài đặc, do kích thước khổng lồ của người trong ma giới nên những lỗ hồng đó cũng rất lớn, đường kính hơn 10 mét hắc sơn bị người của ma giới đào hố gọi tắt là ma quật nghe cũng rất thích hợp đáng tiếc lực cảm giác của tiêu nhất thiên được giải phóng hắn quét về phía ma động muốn tìm hiểu tình huống cụ thể trong ma động nhưng đáng tiếc lại phát hiện ý thức vốn đủ bao trùm cả nguyên giới của mình lúc này đã bị phong tỏa không có cách nào tiến vào trong đó ngược lại vĩnh dạ ma tướng không hề lộ diện Tiêu Nhất Thiên cũng không phát giác được tình huống sau đó nói. Không tệ, ở một nơi khô cằn, linh khí như nguyên giới, lại còn trẻ mà đã đạt tới trình độ tu vi như vậy. Cách hóa thần chi cành chỉ kém một bước, coi như không bôi nhọ huyết mạch của ma đế bệ hạ mẹ kiếp tiêu nhất thiên có chút buồn bực phải biết dạ lâm uyên là hậu bối đệ nhất của ma giới vậy mà ở trước mặt hắn dạ lâm uyên làm gì có phần thắng có nghĩa là nếu như người của cảnh giới hóa thần chi cảnh không động thủ thì hắn đủ nghênh ngang đi khắp ma giới mà không sợ gì nhưng ở trước vĩnh dạ ma tướng hắn chỉ được đánh giá không tệ mà thôi vì thế tiêu nhất thiên cũng khom người khiêm tốn nói Tiền bối quá khen, ta và dạ huynh ở nguyên giới mới quen đã thân, cùng chung chí hướng, dạ huynh không hồ danh là niềm tự hào của ma giới, hậu duệ của tiền nhân, nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ, một thân ma phương chiến giáp còn tuyệt vời hơn. Ngay cả khi ta ra 30 chiêu cũng không thể đánh bại huynh ấy, ước chừng 50 chiêu mới có thể khiến huynh ấy hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nghe vậy, Dạ Lâm Uyên đứng bên cạnh Tiêu Nhất Thiên, đột nhiên sừng sốt, khóe miệng co giật mấy cái. Mẹ kiếp, lão tổ rõ ràng là nói ngươi, ngươi kéo ta vào để làm cái quỷ gì. Đừng có nhục nhã người ta như vậy. Trước khi đến đây, Tiêu Nhất Thiên và Dạ Lâm Uyên đã ở Cửu Châu Thư Viện một tháng, xác thực đã hơn một lần trao đổi ý kiến. Như Tiêu Nhất Thiên đã nói, sau chừng 50 chiêu, Dạ Lâm Uyên mới bị đánh như đống bùn. Có thể, Chuyện này không thể tùy tiện nói ra, dạ Lâm Uyên vốn xấu hổ, nhưng bây giờ thì tốt rồi. Tên khốn Tiêu Nhất Thiên này lại kéo hắn làm hậu phương. Nếu như Tiêu Nhất Thiên chỉ không tệ mà thôi, vậy thì hắn thì thế nào chứ? 50 chiêu sau. Một lát sau, âm thanh của vịnh dạ ma tướng lại truyền đến, trầm tĩnh như nước, không vui không giật lại bình luận. Người có huyết mạch ma đế bệ hạ, tu vi hẳn là vượt xa người thường, áp hậu bối của ma cũng chẳng có gì đáng tự hào. Ta thấy năm chiêu đánh bại Uyên Nhi cũng coi như là ưu tú rồi, bởi vì ngươi khác với Uyên Nhi, ma đế bệ hạ kỳ vọng rất nhiều đối với ngươi, đặt cược rất lớn vào ngươi, mà đế bệ hạ không thể thua, mà giới chúng ta cũng không thể. Người gánh vác một sứ mệnh rất lớn phải thể hiện tài năng và tiềm lực vô song của mình ra, nếu không thì ngươi không thể tiếp tục sống nữa. Nghe được lời này, Tiêu Nhất Thiên khóe miệng kịch liệt co giật. Dạ Lâm Uyên sút chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Tiêu Nhất Thiên, tên khốn kiếp kia, làm nhục hắn trước mặt lão tổ như vậy, khiến lão tổ chê cười hắn rồi. Nhưng Tiêu Nhất Thiên và Dạ Lâm Uyên không ngốc. Sau khi kinh ngạc tức giận xong, đương nhiên nghe được trong lời nói của Vĩnh Dạ Ma Tướng có ý khác thường. Giọng điệu của Vĩnh Dạ Ma Tướng rất trang nghiêm, không giống như đang nói đùa. Sứ mệnh lịch sử gì? tiêu nhất thiên cau mày hỏi ma mà đế rốt cuộc muốn làm gì thái độ của vĩnh dạ ma tướng dường như khẳng định suy đoán thứ hai của tiêu thanh sơn trước đó rằng ma đế đang đặt một ván cược lớn bất kể là dạ mẫu thân hay là tiêu nhất thiên đều là quân cờ trên bàn cờ của ông ta ông ta cố ý đặt mảnh vỡ thiên đạo vào trong cơ thể của giả mẫu thân, sau đó cố ý để cho giả mẫu thân tự mình tiến vào nguyên giới, mượn thân thể giả mẫu thân để tiếp tục dung hợp mảnh vỡ thiên đạo vào sâu trong linh hồn của tiêu nhất thiên, giấu giếm đến tận bây giờ. Vì thế mục đích ma đế làm việc này là gì đây? vĩnh dạ nói: ta sẽ sai người đưa người đến thiên ngoại thiên gặp ma đế bệ hạ. Ngài chính là ông ngoại của ngươi, đến lúc đó ngươi muốn biết cái gì thì cứ hỏi ngài. Thiên ngoại thiên giống như cửu châu của nguyên giới, lãnh thổ rộng lớn được chia thành cửu thiên thập địa, trong đó có đông, nam, tây, bắc, đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc, lãnh thổ tám phương là tám ngày, trong tám ngày đó đều là cường giả của cảnh giới minh cảnh và hóa thần chi cảnh. Bên ngoài tám ngày là thập địa chính là chỗ ở của những người ma giới bình thường dưới cảnh giới minh cảnh mà cửu thiên thứ nhất là trên cùng của tám ngày gọi là thiên ngoại thiên là thánh địa vô thượng của ma giới cũng là chỗ tọa là cung điện của ma đế sai người sau dạ lâm uyên hỏi lão tổ không tự mình đi sao theo ý hắn nếu vĩnh dạ ma tướng đã đích thân ngồi trong ma động chờ hắn và tiêu nhất thiên từ nguyên giới trở về đương nhiên cũng sẽ đích thân hộ tống Tiêu Nhất Thiên về thiên ngoại thiên. Ta vốn định đích thân đi, nhưng bây giờ thì không được. Vĩnh dạ ma tướng trầm giọng lạnh lùng nói, các người tới quá muộn, nửa tháng trước, nhân gian giới, yêu giới, minh giới liên thủ, dẫn quân từ các giới đánh vào ma giới, đại chiến chống lại ma giới. Một trọi ba, tình huống của ma giới rất đáng lo. Bảy ma tướng khác đều phục lệnh của ma đế ra chiến trường, chỉ có mỗi ta lưu lại nơi này, chính là để chờ ngươi trở về, bảo đảm an toàn của ngươi, sau khi tiễn ngươi đi, ta sẽ nhanh chóng đi hỗ trợ bọn họ. Chốc lát, sắc mặt của Tiêu Nhất Thiên và Dạ Lâm Uyên đều biến, thật không ngờ bọn hắn thật sự không ngờ, lục giới chi chiến đến sớm hơn bọn hắn dự đoán, bọn hắn còn chưa tới ma giới đã lâu thì ngọn lửa chiến tranh đã bùng cháy, đặc biệt là Tiêu Nhất Thiên hắn vẫn luôn ở nguyên giới không biết ân oán giữa lục giới cho nên nhân gian giới liên thủ yêu giới minh giới công kích ma giới lại càng nằm ngoài dự đoán của hắn dù sao cuộc chiến thời kỳ thượng cổ kia yêu giới minh giới đều là đồng minh của ba giới nhân gian giới lại cùng phe với thiên giới vật giới không có bạn bè vĩnh viễn chỉ có lợi ích là vĩnh viễn rõ ràng thời thế thay đổi quan hệ địch ta cũng nặng lẽ thay đổi ta à, cũng đi sau một hồi kinh ngạc dạ lâm uyên tiến lên một bước kiên định nói ma giới gặp nạn ta thân là người của ma giới không thể khoanh tay đứng nhìn đây là người của ma giới không cần nói nhàm cứ động thủ là được không được vĩnh dạ ma tướng lại cự tuyệt nói đám người nhân gian giới yêu giới minh giới lần này tấn công đều do cường già hóa thần chi cảnh dẫn đầu chỉ tính tam kiếp thần cảnh thôi, đã hơn 10 người, rõ ràng được ăn cả, ngã về không, muốn xâm chiếm lãnh địa ma giới, lấy thực lực trạng thái hiện tại của ngươi, nếu đi tới đó chỉ có thể bỏ mạng, trở thành bia đỡ đạn cho đại chiến. Nhiệm vụ thiết yếu của ngươi là cùng tiêu nhất thiên đến thông ngoại thiên, đến lúc đó ma đế bệ hạ sẽ mở ra tiểu thiên đạo giúp ngươi tiến dài hóa thần chi cảnh. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, trận chiến này ma giới nguy rồi, các ngươi nhất định phải đảm bảo an toàn của bản thân, sau này nếu có cơ hội thì quay lại báo mối thù hôm nay. Nghe giống như di ngôn, điều này khiến Tiêu Nhất Thiên và Dạ Lâm Uyên nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình, có thể đây là mệnh lệnh. Dạ Lâm Uyên còn muốn kiên trì nhưng lại bị Vĩnh Dạ Ma tướng cắt ngang. Ngay sau đó, một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Nhất Thiên và Dạ Lâm Uyên. Người cao hơn 10 thước, thân mặc chiến giáp, nắm đấm như cối say, cánh tay như cọc sắt, một đôi mắt như hai vũng nước đọng. Khí tức đáng sợ phát ra từ người đó, khiến Tiêu Nhất Thiên và Dạ Lâm Uyên cảm nhận được một áp lực cực lớn, không thể cưỡng lại. Hiển nhiên, người này cũng là cường giả của hóa thần chi cảnh. Nhị thúc, Dạ Lâm Uyên kinh ngạc, hắn biết người này. Đi thôi. Nam nhân nói, ta đưa các người đến thiên ngoại thiên. Dứt lời, căn bản không cho Tiêu Nhất Thiên cùng Dạ Lâm Uyên nói lời nào. Người nọ đã vung tay phải lên, nhất thời Tiêu Nhất Thiên và Dạ Lâm Uyên liền choáng váng, thân thể như lá rụng, mùa thu cuốn đi. Tốt, sau khi ba người rời đi, vịnh dạ ma tướng nhàn nhạt thờ dài, sau đó tự lầm bẩm với mình. Hy vọng quyết định lần này của ma đế bệ hạ không sai, nếu không đang nói nửa chừng thì đột ngột dừng lại vĩnh dạ ma tướng đã rời khỏi ma động ra chiến trường hỗ trợ các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 197 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Vương tác giả Phương Thôn Sơn qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe đều hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.